Xin chào anh chị, bà con và các bạn. Hôm nay có chiếc xe clip đời 2007. Muốn giới thiệu với bà con, anh chị và các bạn. Chiếc này xài bản công tơ, đầy đủ. Xe đây, zin mới. Cái này quả mình xài nha mấy bạn. Xe còn đẹp, chạy máy nổ êm. Xe này gốc ở Biên Hòa nha mấy bạn. Ra đi cho em nó là 5,5 triệu. Anh chị nào có nhu cầu ủng hộ gọi điện cho mình nha. Xe clip đời 2007 còn có zin luôn. Tiếp còn đầy đủ nha. Thì bạn nào có nhu cầu mua xe hay là muốn chọn một chiếc xe cũ ngon lành thì alo cho mình nha. Xe chạy rất là bền. Mới thay, nó thay vỏ luôn nha. Mới thay cái vỏ này. Trước và sau. Không ruột hết nha mấy bạn, bỏ trước bỏ sau là không ruột. Ai có nhu cầu thì gọi cho mình.
giá là 5 triệu rưỡi nha. Bao sang tên luôn nha, bao sang tên cho các bạn. Giấy tờ đầy đủ nha các bạn. Giấy tờ đầy đủ. Giấy xe cho các bạn coi. Giấy xe. Đây. Giấy xe này. Gốc ở Đồng Nai nha mấy bạn, gốc Đồng Nai nha. Giấy tờ đầy đủ, bao xe trang sang tên. Mấy bạn nào ở Đồng Nai thì có nhu cầu thì gọi điện cho mình nha.